Sau cái nghi lễ đó thì còn một cái thủ tục nữa mà chúng ta nên làm, đó là tạ mộ. Tạ mộ cuối năm, dù ai đi ngược về xuôi thì cuối năm nên ra nghĩa trang nơi có mồ mả tổ tiên ông bà cha mẹ, thắp nhang. Thì tạ mộ ở đây không phải là tạ ông bà tổ tiên, nhớ cho tôi, không phải là cúng ông bà tổ tiên đâu, mà tạ mộ ở đây là cảm ơn thần linh, cảm ơn thần linh đã cai quản long mạch âm phần cho gia tiên nhà mình trong suốt năm qua, giữ cho mồ yên mả đẹp để các hương linh nhà mình được an vui siêu thoát. Như vậy là tạ đây là tạ thần linh chứ không phải là tạ mộ, là tạ tổ tiên, không phải như vậy, nhớ cho tôi cái đó. Thế thì ở một số nghĩa trang ấy có một cái miếu gọi là miếu thờ thần linh, trong đó có thể thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc là thờ cái ông chúa đất hay là cái vị thần nào đó mà cai quản cái nghĩa trang đó, gọi là miếu thần linh, thì chúng ta thắp hương ở đó, làm lễ ở đó là chính, làm lễ ở đó là chính, chứ không phải ra cái mộ ông bà nhà mình rồi là tạ ở đó, không phải. Mà xong cái việc tạ cảm ơn ấy, thần linh ấy, đã giúp đỡ cho gia đình được cai quản cái mồ yên mả đẹp, long mạch âm phần vân vân, hương linh tốt đẹp một năm qua, thì chúng ta mới ra cái mộ của nhà mình thắp nhang mời các cụ về nhà ăn Tết. Mời các cụ về nhà ăn Tết. Mặc dù các cụ đã book vé về rồi, chúng ta về mặt thủ tục thì chúng ta vẫn có nhờ. Và khi đi, trước khi đi tạ mộ thì nên thắp hương ở nhà, nên đi cả nhà hoặc đi đại diện thì chọn người khỏe mạnh, thường là đàn ông trai trưởng, nếu không đi được hết thì chúng ta nên chọn vài người đại diện, chọn những người đàn ông hoặc khỏe mạnh, phụ nữ đi nữa càng tốt. Thì khi đi ra mộ thì phải đi đường lớn, không đi đường nhỏ, không đi đường tắt, vì đường nhỏ đường tắt vào những dịp cuối năm ấy là tà khí nó dễ xâm lăng, chúng ta đi đường đó không tốt, đi đường cái. Nếu có trẻ con đi cùng thì lưu ý là đừng có để cho các cháu dẫm đạp lung tung lên mộ nhà khác, nhiều nhà nghĩa trang chật cho nên mộ nhà mình thì rất là thành kính, nhưng mộ nhà khác thì mình cứ dẫm đạp lên mình đi thôi, thì cái đó là không nên. Và tôi khuyến khích mọi người đưa thêm trẻ con đi, bởi vì các cháu bây giờ ở thành phố nó không hiểu lắm về các cái truyền thống ông bà, mình nên đưa các con đi, có thể nó ý thức được phần nào đó cái mối liên hệ giữa mình với tiền nhân, rồi sau này lớn lên thì nó còn có cái ký ức về những ngày đi thắp nhang cùng cha cùng mẹ. Các bạn còn mồ mả để thắp hương là một hạnh phúc lớn, là một hạnh phúc lớn. Tôi làm nghề phong thủy tôi biết rất nhiều người không có chỗ để thắp hương, bởi vì biến cố thời gian lịch sử, mồ mả thất tán lưu lạc, mà những cái gia đình đó rất khổ, rất khổ, vất vả lắm. Cho nên chúng ta còn nghĩa trang để về thì nên về mà thắp hương.
thông qua đó nó giáo dục được cái đạo đức cho con cháu, cái truyền thống gia đình, cái tình người, cái huyết mạch. Từ đó giúp cho cái tình cảm, cái gia đạo nó được chân ái hơn, nó được bền vững hơn. Đặc biệt những người ở thành phố nên đưa con về quê thăm mộ ông bà mỗi lần có thể. Các bạn ở quê thì dễ rồi. Sau khi thắp hương ở nghĩa trang mà mời các cụ về, thì chúng ta nên có một bữa cơm đạm bạc cúng vào chiều hôm đó. Mặc dù có thể là chưa đến Tết, còn mấy ngày nữa mới Tết, nhưng mà chúng ta đã mời về rồi thì nên có cơm ăn. Ăn hay không chưa biết. Nhấc bát nhang có bị động không thầy? Không nhá. Nhấc bát nhang thoải mái nhá. Bát nhang chỉ động nếu bàn thờ rung. Ví dụ như chúng ta để trên nóc tủ thì thường hàng ngày ấy, mở ra mở vào thì lúc đấy là động bát nhang. Chứ còn bình thường bẩn là phải nhấc ra mà lau nhá. Thắp hương xin phép rồi nhấc ra để lau dọn, không coi là động. Thì chúng ta làm một bữa cơm chiều như vậy để mời các cụ dùng. Sau cái nghi lễ năm nay thì chúng ta có thể đi lễ, đi tạ mộ vào những ngày sau đây. Ngày 20, 24, 26 tháng Chạp. Đó là nếu chúng ta có thời gian. Còn đến 28, 29 Tết mới về thì không có chọn nữa, về là ra thôi. Không chọn ngày nữa. Rồi tiếp theo một cái nghi lễ nữa là nghi lễ cúng giao thừa. Cúng giao thừa. Thì cúng giao thừa thì thường người ta chia thành hai cái nghi lễ. Một là cúng ngoài trời. Hai là cúng trong nhà. Thì cúng ngoài trời là cúng ai? Tín ngưỡng thờ thần cho rằng mỗi năm Ngọc Hoàng Thượng Đế cử một vị quan để cai quản thế gian suốt một năm đó, nhiệm kỳ của ông đó, gọi là quan hành khiển. Thì ông này là quan văn, giống như ông Bao Công. Bên cạnh ông quan hành khiển là cai quản tổng thể, là quan văn, thì có một ông quan võ đi để đảm bảo thế gian được trật tự, gọi là quan hành binh. Quan hành binh, quan hành khiển, quan hành binh. Rồi giúp việc cho ông quan hành khiển và ông quan hành binh có một ông thứ ba, gọi là ông tào phán quan, là ông chuyên ghi chép mọi việc. Thì giống như ông Bao Công, ông Kiển Chiêu, ông Công Tôn Sách, đại khái vụ ba này. Rồi bên cạnh đó là hàng vạn thiên binh thiên tướng của nhà trời để giám sát thế gian. Thế thì mỗi năm như vậy có một ông quan hành khiển và cùng một ekip hành binh phán quan chi thần khác nhau. Và vào cái lúc giao thừa thì sẽ quan mới sẽ xuống nhận nhiệm vụ và quan cũ thì bàn giao nhiệm vụ để về trời. Đây là lúc trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt. Lòng người thì khoan khoái và các quan là đi tuần một vòng thế gian, đi qua tất cả các nhà, giống như kiểm kê bàn giao. Thế thì người ta thường cúng một cái nghi lễ ngoài trời để tiễn quan cũ và đón quan mới. Đó, cái nghi lễ cúng ngoài trời là như vậy. Ý nghĩa là như vậy. Thì ai mà tiễn quan cũ là thể hiện cái đạo làm người đã được tôn thần che chở suốt một năm qua. Bây giờ các ngài đi về trời thì lưu đức, lưu ân cho tín chủ. Còn quan mới đến thì chúng ta cũng đã có lời chào. Thì trong năm đó
Đương nhiên là có người sếp đến nhận nhiệm vụ mà mình chào, lính tráng chào thì các cụ cũng thích, à, thì sẽ may mắn hơn. Thế thì câu chuyện này người ta thường để một cái mâm có gì cũng đó. À, ai mà thịnh soạn thì có xôi, có gà, có hoa quả, có vàng mã, có nến, có nước, có rượu, có thuốc, vân vân, có xôi, có chè. Ai không có thì một chùm hoa, vài cây nến cũng được. À, mà nên có thêm cái kẹo ngũ sắc cho thiên bình thiên tướng. Thì chúng ta nên đặt một cái mâm ngoài trời và năm nay quay mặt về phía Tây Bắc hoặc Đông Nam để cùng. Tôi cho hai hướng để lỡ cái hướng mà chúng ta quay vào nhìn cái chỗ không đẹp, không thích. Tây Bắc hoặc Đông Nam. Thì khi cúng giao thừa ngoài trời thì nhớ cho tôi, tên thì dài lắm, mỗi năm có một ekip. Nó như thế này. Ví dụ như năm Sửu ấy, có một ekip gọi là Triệu Vương Hành Khiển là cái ông to nhất. Tam Thập Lục Thương Hành Binh Chi Thần là ông quan võ. Khúc Tào Phán Quan là cái ông trợ lý. Và Thiên Binh Thiên Tướng. Thì năm Dần là cái ông mới là Ngụy Vương là quan hành khiển. Mộc Tinh là quan hành binh. Tiêu Tào là ông phán quan. Thế thì nếu chúng ta không thể xưng đủ cái danh hiệu của các vị này thì chúng ta chỉ gọi đơn giản là Cựu Niên Hành Khiển là tiễn cái ông cụ và Tân Niên Hành Khiển. Đó. Còn ai mà có thể đọc được đầy đủ thì chúng ta cố gắng đọc là Tân Niên là Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh Hành Binh Chi Thần, Tiêu Tào Phán Quan. Còn nếu không nhớ nổi thì thôi đọc Tân Niên Hành Khiển. Thế ok rồi. Chúng ta ghi cái dòng đỏ đỏ thôi, những cái dòng kia đừng ghi nữa, mất thời gian. Rồi, sau khi thế thì chúng ta cầu xin cái điều gì? Cầu xin cho trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt, vạn tượng sinh sôi, thế giới đại đồng, quần sinh lợi lạc. Cầu xin cho gì? Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà không còn Covid. Đó, cầu là cầu như vậy. Thì rồi thì trong cái phúc của thiên hạ thì mới có cái phước của gia đình chứ. Trong cái phước của gia đình thì mới có cái phước của cá nhân chứ. Cho nên đừng có tham lam cầu cho mình, hãy cầu cho thiên hạ trước. Không? Thì đấy là nguyên tắc khi xin xỏ, xin cho đại cục trước rồi xin cho cá nhân sau. Tiếp theo là cúng trong nhà. Cúng trong nhà, cúng tổ tiên thần linh trong nhà. Thì cái này á, thì đồ lễ thì tùy tâm, còn trình tự cúng thì nên như thế này. Một là quốc huy quốc hiệu. Tôi thì hay cúng thế này: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ví dụ năm nay tôi sẽ khấn là Triều đại Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc năm thứ hai. Lấy cái ông chủ tịch. Rồi lúc đấy mới ABC gì đó. Thì tùy. Sau cái phần mà quốc huy quốc hiệu là phải chiếu theo không gian và thời gian. Chúng ta hãy học cách cúng của người xưa ấy. Là Thuận Thiên Thừa Mệnh Hoàng Đế Chiếu Viết hoặc là cái gì gì đó, là vào năm nào, ngày nào, giờ nào. Thế đây thì trong cái chế độ của chúng ta thì tôi sẽ cúng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Triều đại Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ chủ tịch
Nguyễn Xuân Phúc năm thứ hai. Rồi lúc đó mới Nam Mô A Di Đà Phật hay là kính thưa gì đó. Thì phần đầu tiên là quốc quy quốc hiệu. Phần thứ hai là phần kính thưa. À, phần thứ hai là kính thưa. Phần thứ ba kính thưa, phần thứ ba là I am, tôi là, xin tự giới thiệu. À, giống như phát biểu hội nghị không có gì hết. Cái này mặc dù nhiều người rất giỏi rồi nhưng nhiều người chưa biết, cho nên tôi cứ hướng dẫn cái mục lục một chút thôi, còn tùy cơ mọi người sáng tác. Phần thứ ba là gì? Là kính, là giới thiệu mình. Phần thứ tư là tuyên bố lý do, đúng không? Hôm nay nhân ngày, nhân phút giao thừa thiêng liêng vừa tới, năm cũ đã qua, năm mới lại về, ABC đấy. À, là kính thưa. Kính thưa này, giới thiệu này, rồi đến lý do. Sau phần lý do là phần ca tụng, cái này quan trọng. Ca tụng công đức, ơn nghĩa sinh thành, công đức của các vị tôn thần, ơn nghĩa sinh thành của tổ tiên. Cái này quan trọng lắm. Lưu ý tất cả các tôn giáo cũng vậy thôi. Sau những cái thủ tục mời rồi kính thưa. À quên, trước đó thì chúng ta xin mời nữa. Kính mời, kính thưa này, rồi giới thiệu này, kính mời này. Thỉnh người này về, thỉnh vị kia về, phần kính mời. Rồi giới thiệu lý do, tuyên bố lý do. Rồi ca tụng công đức. Cái phần mà đọc kinh là phần nhiều nhất. Đây là phần ca tụng công đức của thần linh, của tổ tiên. Cho nên trên cái bàn thờ chúng ta có ba chữ đức lưu quang. Mình thờ là thờ cái đức của họ, cái đức hy sinh của người mẹ, cái đức tảo tần của người bà, cái đức lam lũ của người cô, cái đức hiếu học của người cha, cái đức quật cường của người anh, cái đức hiên ngang của người ông, cái đức nhẫn nhịn của người chị. Chúng ta thờ cái đức đó bởi vì cái đức đấy là những thói quen tốt của họ. Nhờ những thói quen tốt đó mà tạo ra được cái quả, đây là cái phúc. Cho nên chúng ta để ý trên bàn thờ thì thờ chữ đức, mà mặt dưới bàn thờ thì có chữ phúc. Đức là nhân, phúc là quả. Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ cái đức hy sinh, nhờ cái đức của tiền nhân đúc rút, đúc kết mà chúng ta được hưởng cái phước của ngày hôm nay. Cho nên cái phần ca tụng công đức là phần quan trọng nhất. Sau phần ca tụng công đức thì mới đến cái phần là sám hối. À, sám hối. À, mình là thân xác người phàm, mình là con, là cháu, mình còn trong năm có làm điều gì không nên không phải, xin được đại xá bỏ qua. Xưng tội, sám hối. Sau cái phần sám hối đó thì cái phần là hãy kể ra những cái làm việc, công việc đã được và chưa được trong năm qua. Mà nhiều nhà nó có một cái truyền thống là vào lúc này người ta gọi là lễ báo công với tổ tiên. Nhưng báo công thì cũng phải nói luôn xưng tội thì nó mới đầy đủ. Những cái nhà mà danh gia bọn vọng tộc là cái lúc này là thi nhau thắp hương báo công. Chúng ta phải kể ra trong cái năm vừa rồi ra nhà mình làm được cái gì, cái gì được, cái gì chưa được để các cụ biết. Mặc dù không kể thì các cụ cũng biết, nhưng chúng ta phải nói ra để mình tổng kết lại một năm. Sau đó thì mới xin xỏ, nhờ cậy. Sau đó mới xin xỏ nhờ cậy. Rồi
kính dâng các cái món gì đó, rồi xin hứa, nhờ cậy xong thì phải xin hứa. Nhưng mà nhờ gì thì nhờ, như tôi nói rồi, đầu tiên là cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho đại cục. Cái thứ hai ấy là phải cầu cho tứ thân phụ mẫu hoặc ông bà đang sống. Bỏ qua cái đó là không được đâu nhá. Rồi mới đến cầu cho anh chị em và bản thân cuối cùng. Nếu ông bà còn sống, hãy cha mẹ còn sống thì hãy cầu cho họ mạnh khỏe, vui vẻ, trường thọ. Rồi mới đến lượt con cháu sau. Rồi mỗi năm như vậy thì chúng ta nên liệt kê khoảng 3 cái mục tiêu lớn trong năm. Và xin các cụ cụ thể, mục tiêu cụ thể. Rồi sau khi xin ấy, thì mới đến hứa. Phải hứa nữa chứ nhá. Hứa phải quyết tâm nọ kia, rồi là nếu mà được thế nọ thế kia phải hứa. Rồi cuối cùng mày kính dâng chào tạm biệt, thank you, goodbye. À, thì đấy là cái nghi lễ quan trọng. Đấy thì tôi nhắc qua lại một số cái nghi lễ đó.